Xin chào mọi người, và hôm nay cái cần Tết rồi, cháu chúng tôi đi vô vườn mai để đi mua một cây mai về trưng Tết ở trong nhà. Và hôm nay ngay chủ vườn mai là có cây rất là nhiều. Và bây giờ là đầu tiên mình phải ăn cái quả vú sữa trước khi mình xem mai. Ăn đi con, ngon không? Con phải ăn đây. Vú sữa này là vú sữa hái tại vườn, chờ chín nó này ngon lắm. Wow. Ngọt lắm. Ăn ăn cái này đi. Giống quả khế nhỉ. Ngon lắm kìa. Ngon. Ngon. Vú sữa không thuốc. Không đồ lắm. Quá trời luôn. Có thể ăn vú sữa không? Mình sẽ đi coi cái cây mai của mình mua nhá. Đây là cái cây mai nhà mình mua. Mai này mai năm cánh, trồng tại vườn. Cây này trị giá 3 triệu. Xài được Tết năm nay. Năm nay mình mua cây mai này. Đi coi một vòng. Ăn vú sữa xong. Đây là cây, đây là những quả vú sữa tươi. Bây giờ chúng tôi khiêng mai về. Chở mai về nhà.